in Vietnam, remember one thing. Prices have been going up for 30 years. This is a new unit, and this is a big get together of nothing but brokers, and they're giving away a car and a motorbike to brokers who can sell, because everything is overpriced in Vietnam on apartments and condos. I'm going to show you the group. This is brokers. Nhưng sau thành công bùng nổ bước đầu ấy, vượt qua thử thách ý chí và thay đổi toàn bộ cục diện, là thời khắc lịch sử đóng băng toàn thị trường. $780 million car to the top broker who sells the most units. When I see all this, you know these apartments are overpriced. Không những là những người làm kinh doanh giỏi mà còn hát rất hay. Và nếu như có cơ hội, chúng tôi thực sự rất muốn được nghe chủ nhân của những bài hát vừa rồi trình diễn live ở trên sân khấu. Đấy là nếu có cơ hội. Rồi. Thưa quý vị, các anh chị thân mến, sự thành công của kỳ quan vịnh trên mây Alangkar Hạ Long Bay thì không chỉ đến từ sự đầu tư bài bản và tâm huyết của mình. Đầu tiên xin chúc mừng công ty cổ phần Địa ốc Năm Sao. To this presentation. They feed them all. They give them drinks. They do everything. But they feed them and they feed them good. Xin mời đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển thương mại bất động sản New Star Land.
they sell so many units in Vietnam. Xin mời đại lý đồng hành. Và sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Trịnh Ngọc Minh, giám đốc phát triển đại lý BHS Group và bà Lan Thương, giám đốc hành đã dành cho dự án Alaka Hà Long 7. Kính thưa quý vị, và ngoài giấy chứng nhận và những bó hoa tươi thắm thay cho lời chúc mừng, thì các quý đại lý đồng hành đã có mặt trên sân khấu, họ sẽ nhận được phần thưởng vô cùng đặc biệt. Đó sẽ là phần thưởng giúp họ trở thành những vị khách hàng đầu tiên tận hưởng đêm nghỉ, thác hoa và trải nghiệm dịch vụ tiện ích đẳng cấp 5 sao tại Alaka Hạ Long 7. Kể từ những giai đoạn kinh ngọt đầu tiên. Và cảm ơn tất cả các anh chị cùng với đội nhóm, cùng với các đại lý của mình đã đi cùng với... Thưa quý vị, và với danh hiệu đại lý đồng hành tiếp theo, chúng tôi xin được mời đại diện của các quý đại lý sau đây. Chúng ta cũng sẽ bước lên sân khấu để nhận những giải thưởng và những lời chúc mừng đến từ BHS Group. Xin được kính mời đại diện công ty cổ phần đầu tư phát triển New Home. Xin kính mời đại diện công ty cổ phần bất động sản Tân Thịnh Phát. Xin kính mời đại diện công ty cổ phần đầu tư bất động sản Hợp Nhất. Xin kính mời đại diện công ty cổ phần tập đoàn Phúc Hà.